Chú Kiên chào tất cả anh em nhá. Hà Lam, Nghệ An xuất phát giao chiếc xe này, chiếc xe thứ tư cho bác trai Nghệ An. Thực sự bác rất là đam mê luôn anh em ạ. Bác ấy mua đủ đỏ đủ đen luôn. Đấy, đây một chiếc xe in Huyền Thoại 100 thanh lý công an da màu đỏ. Đấy, màu đỏ đời cao. Anh em nhìn này, nếu anh em chơi xe thì nhìn mỗi cái pha đèn này thôi này, mấy cái xinh nhan này, không cần nhìn nhiều, nhìn mỗi cái pha đèn mấy xinh nhan này anh em biết, mấy cái đồng hồ vuông góc này này, này dè này, thụt này. Đấy, anh em nhìn đấy, nhũ đẹp không? Đấy là trải qua bàn tay thợ em nó đẹp hơn nhá. Này, hơi đầu bò này, móc meo luôn này. Đấy, được không ạ? Đấy, đang quay video rồi, có người gọi đến anh em ơi. Đấy, chiếc xe này nó là một chiếc xe, nó là gần như là zin combo toàn bộ luôn anh em ạ. Này, nhìn đẹp không? Đấy, anh em nhìn phê không? Đấy, nói chung là em chỉ nhấn mạnh cho anh em là một là thứ nhất này, giá trị đồng tiền thôi. Là giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu, anh em nhận về giá trị xe bấy nhiêu. Và tiền nào thì của ấy. Tại sao cũng một chiếc xe zin như này trên 100 triệu, và tại sao cũng một chiếc xe zin này chỉ 50-70 triệu thôi. Đấy là anh em đặt câu hỏi. Còn em công khai trên mạng xã hội, em chuyên phục dựng Huyền Thoại Uy 100 từ mới đến cũ nhá. Đấy, mới em phục dựng luôn anh em nhá. Đấy, thì giá nhà em từ 25-26 triệu trở lên. Nhưng 25-26 triệu thì chắc chắn là đồ zin nó ít rồi. Còn nhiều người trên mạng bán cho anh em 25-26 triệu nhiều đồ zin, đấy là cái xe này xe cũ. Còn đây em phục dựng này mới nó khác. Và em còn bán ra có 19 triệu mà toàn đồ zin thì sao anh em? Em bán có 19 triệu toàn đồ zin thì sao ạ? Đúng không ạ? Đấy, cho nên là anh em mới nhớ như thế. Quan trọng là kinh tế đồng tiền thôi. Đấy, xe này anh em nhìn quá phê rồi gì nữa. Đấy, cửa hàng em đây nhá, bắt đầu có điện lại rồi anh em nhá. Đấy, trả thù quá khứ đấy. Đấy, cửa hàng em đây bắt đầu có điện rồi. Bắt đầu có điện là bắt đầu em hoạt động, và tính từ ngày hôm nay. Có mấy bác trai bảo em là hôm nọ gửi ở Hưng Yên sang ấy, em hẹn 1 tháng nhưng bây giờ nhà em ngập lụt mất 10 hôm. 10 hôm thì làm sao mình tính 10 hôm đấy được, đúng không? Thì hai chiếc xe của bác này sẽ ưu tiên làm trước. Đấy, còn ông chú em ở Yên Bái thì bắt đầu em đang làm đây rồi. Từ tháng 24 này em đi Yên Bái một chuyến anh em nhé. Đấy, anh em nào Yên Bái có chiếc xe nào muốn bán thì alo cho em nhé. Đấy, đây, bắt đầu xuống nước rồi. Ngủ hết rồi. Thật sự mà anh em nhà em nó ngập lụt đấy, cũng bị ảnh hưởng đấy. Nhưng mà không đáng kể gì. Đấy, nhưng em có chuyện em đi ủng hộ bà con là em lấy cái mối công sức của em ra bán chiếc xe. Em cộng cà phê vào em bán thôi. Nhưng chiếc này thì đã được là chiếc đầu tay này. Đúng màu đỏ đầu tay luôn, là màu đỏ là luôn may mắn này. Em thì không màu đỏ, em vào màu đen cơ. Đấy, nhưng màu đỏ luôn may mắn. Đấy, vì em đi Nghệ An đây. Anh em đợi cái kết nhá, xem em giao chiếc xe này tận Nghệ An có thành công hay không. Đấy, hành trình của Trung Kiên này. Con này là con ngựa chiến của em này. Đấy, cửa hàng em đây nhá. Đấy, ok, em chào tất cả anh chị em nhá. Một lần nữa anh chị em mua xe phục dựng xe win, hãy kết bạn Zalo với Trung Kiên qua số hotline 0778 24 4Q8 hoặc 0354756789. Đấy, hotline chính của em là 0358444888, nhưng số đấy Zalo nó đầy rồi. Thì anh em kết bạn số Zalo mới của em nhé. Đây, toàn cảnh khu vực sau lũ lụt của em đây. Đây, sau lũ lụt anh em nhé. Đấy, toàn cảnh sau lũ lụt đây. Đấy, đây, xe bãi xe của em đây nhá. Bãi xe này em xếp, em phục dựng lại mới hết mà, cho nên không vấn đề gì anh em nhé. Đấy. Đấy, ok, em tạm dừng video. Chào tất cả anh chị em.